Chữ nước lạ sao màu vàng với chữ màu đen. Ừ. Vàng đen có màu này một kia vui. Màu vàng màu Phật, còn màu đen màu cũng ma. Ừ, ngã làm Phật tôi làm ma. Ừ. Hay đó, câu đó hay. Bây giờ nó đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Có nghĩa là mình giờ mình tâm hồn mình sợ ma thì ma tới. À, còn mình tâm Phật thì Phật tới. À. Vậy thôi. Giả sử như bây giờ mà tôi là người nghiêm trang nghiêm chỉnh thì những cái thành phần mà xấu đâu cũng tới. Mà tôi cũng giỡn hết, tôi chơi bời thì những thành phần chơi bời tới. Ờ mà như tôi thì tôi lúc tôi qua đây, tôi qua tới kia. À. Tôi là gì? Hai bên, bên nào tôi cũng chơi. À, xin chào quý bà con và các bạn nha. Thì gặp anh Tiến ở ngoài cánh đồng rừng thuốc lốt. À, xe rất là đẹp. Tiến sơn chiếc xe là đổi màu đen luôn rồi. Quả áo mình á. Là mặc áo đen. Áo đen. Áo nào? Tại sao mà là mặc đồ đen áo đen, mình chùa chắc rồi, không chắc tay cao đại, mặc đồ chắc. Quả áo mặc đồ đen. Ý nghĩa hay lắm. Hay chỗ nào biết không? Đây đen tượng trưng cho ma. Để thầy mới đưa cái bộ đồ áo thì áo đen, quần đen chi vậy? Để nói cho chúng ta biết là chúng ta xung quanh toàn là ma không phải các con à. Hãy giữ cái tâm thanh tịnh, giữ một cái chánh định chánh kiến thì ta với đại ma dương là bạn, thích thì điều khiển ma dương chơi. Còn mà khởi một cái tâm tà dạng mà sanh khởi, nó đưa mình vô cái lòng lục đạo luân hồi đó, đưa ba cõi phải lót ra. Anh ra bảo vợ là mới mặc đồ đen đi nhá, làm cái gì phải cẩn thận chú tâm quan sát cái đó. Ừ, giống như khi mình lên đây sơn xe màu đen luôn á. Ừ, chứ mình ai mình theo đạo đen. Ừ, đừng có sơn bít bản xấu nha, bút cái sơn tôi luôn. Đừng có sơn bít bản xấu này, lấy cái sơn dép màu đen luôn. Ừ, dép màu đen luôn luôn hả? Rồi dứt luôn. Còn nước cái gì nước sơn còn không? Còn mà quên nữa, còn chai nữa kìa, còn chai nữa, còn chai nữa vậy, còn chai nữa mà. Chứ là sao màu vàng chứ màu đen. Ừ, vàng đen có màu này một kia vui. Màu vàng màu Phật, còn màu đen màu cũng ma. Ừ, ngã làm Phật tôi làm ma. Ừ. Hay đó, câu đó hay đó. Gãi với ma dùng. Ủa mà có ma mới có Phật chứ. Yeah. Mà Phật ma mà bên Thái á là ma là má. Má là mẹ, mẹ là mẫu. Phật mẫu gì, Phật đầu tiên á, Phật là mẫu chứ. Thì là xung quanh biết được nhiều tiếng nước ngoài ta. Biết nhiều lắm. Ờ, tiếng Hoa nè, tiếng Anh biết không? Biết. Tiếng Anh là đâu đâu nói vài câu chào khán giả bên tiếng Anh. Tiếng lên đó. Ừ, tiếng lên có 4 người xe bạn. Ờ, cái xe bể trơn luôn là sao? Tan nát cái gì? Chạy chạy bộ té lắm gì mà. Không phải, cái này là cái xe cũ người ta cho tôi. À, ta cho ha. Ừ, cho bữa hổm tôi vô mắc cười lắm, tôi đi với đại tử tôi tin băng á. Đại thợ. Không sao. Có khi nào thường không vậy? Cho que thường cho lạnh chết chết luôn. Tôi lấy băng keo tôi còn cái gì nữa. Còn quấn băng keo lại. Ừ. Keo đen luôn. Ừ. Rồi mới đụng cái gớt luôn nè. Sơn luôn. Ừ, lỡ sơn luôn. Ở đây là sơn. Quá đụng vô cái sức rồi, đừng có thừa cái tàn. Không có sao, bây giờ không sao, tối mới có sao, hiểu không? Quay một trời, một ngày có sao. Ừ, tối mới sao nha. Tối mới quýnh. Lâu không ai quýnh tôi, mình quá quýnh hoài. Nó lắc lẹo lửa luôn. Ở đâu đừng lấy tôi liệu bây giờ, tôi không liệu. Nhân vật lạ nha, nhân tướng lạ là xe màu vàng, vàng đỏ. Còn này là màu đen. Màu đen là màu ma đó phải không? Ừ, nhưng mà mình nhân vật chứ mình phải là quái vật chứ không, đừng nói lộn quái vật chết luôn. Nhớ hồi chừa sơn chiếc ghép luôn nè. Ừ, quên, nó hồi làm trước chừa cái gì nữa. Vậy mà hai chiếc chọn chiếc nào? Hai chiếc luôn, sơn hai chiếc không luôn. Không được, mà chứ giữ lại cũng làm gì ma cũng phải giữ cái màu vàng của đạo Phật lại. Rồi, vậy là chân màu xanh chiếc màu xanh kia đi. Cái này đẹp nè, cái này nè có xanh nè, có đỏ, có vàng, giữ cái này lại sơn chiếc này. Sơn dép, ừ bà con, sơn dép. Khô không nghe, hồi mang vốn được á. Thì đó khô mà, hổng màu kia kìa, màu xanh với màu trắng như ông Chu Huynh nhân tiếng lạ đó. Ông sơn lại màu vàng. Cái giờ mình quất lại màu đen, đổi màu. Hết sợ lộn luôn. Ừ, vậy đi, rồi đó ra đường vậy đi. Không ai chứ. Rồi, cái dép này hay lắm. Nam mô A Di Đà Phật. Khéo tu đừng có chật. Đừng có vô chùa mà lấy dép cũ lại dép mới. Có đó, mà có. Mà nếu mà có ngon lấy dép mới lại cũ. Mà dép tôi vô thì đố em mà lấy dép tôi. Không muốn con chép này không sẽ mất vô chùa, không ai đó dép này đâu. Đây tay. Họ cũng chấp mang đâu. Bán chai cũng ai mua. Chùa bản số là nghe, đừng có sơn bản số luôn á. Hít sơn luôn vậy. Bản số là đang giao thông. Giao thông thì mình làm gì chấp hành được lâu, làm gì được ảnh hưởng người khác. Mà xe làm cho giao thông mà giờ mấy lần mà mày không lấy. Không có hồi để chạy đi. Đồng chí ơi, đây mình ta làm là thường dân, còn mình là phó thường dân á. Làm phó nhưng mà làm chính. À, nói chính hay lắm, tôi có ông sư phụ. Là cái ông sư phụ tôi cái bữa nó ông điện tôi lên cái bắt đầu có ông kia nữa. Ông làm sư phụ tôi cũng làm sư chính. Nói, sao hả sư chính? Là chính lớn phụ. Chính lớn phụ sư chính ngon chưa? Ủa đại ca đâu, đại ca chuẩn bị mua đồ dán nè. Rồi có cái dòng lại không? Rồi quay lại nha, nếu nhớ nha, quay đầu là bờ á. Ừ. Đúng không? Rồi đấy.
Hồi nãy sư Quỳnh nói là sơn cái màu đen này là giống như là ma vậy không? Mình nói là bao nhiêu là xung quanh mình đó, mình phải giữ cái làm thiện để né cái việc ác là việc của ma, việc thiện là việc của mình. Mình nhân. Mình nói chung màu này màu đen. Dạ. Đi đi. Tôi bán bớt một cái hồ. Nè, mảnh hổ đang thi địch quần hồ mà đâu phải ai cũng mạnh hoài, ai phải yếu thôi. Thì mình mạnh vậy mà ý sức mạnh mình có mốc mình yếu là sao? Bởi vậy có câu ông bác từ dạy ông bác năm ông dạy hay lắm, biết sao? Tại sao người ta lấy nhau lúc tuổi trẻ? Vì để nương tựa nhau lúc tuổi già. Đúng không? Về già mình nương tựa nhau chứ về già rồi khó kiếm nữa, đối phụ. Anh em dùng cái tình yêu được lửa bắt đầu về già thì mình không sống nhau tình yêu nữa, mình sống bằng tình nghĩa. Sống phải có nghĩa nha. Mà nhân lại nghĩa tí tính đó, đâu là người như đó thôi. Cũng như là cái câu mà nãy sư huynh nói là cái màu đen này là lẫn như ma, mà nếu mà mình lộ cái tánh ma mình ra thì nó sẽ giống như nó kéo một bầy đến luôn. Đúng rồi, bây giờ nó đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, có nghĩa là mình giờ mình tâm hồn mình sợ, mình sợ ma thì ma tới, còn tâm Phật thì Phật tới, hiểu không? Giả sử như bây giờ mà tôi là người nghiêm trang nghiêm chỉnh thì những cái thành phần mà xấu đâu cũng tới, mà tôi cũng giỡn hết tôi chơi bời thì những cái thành phần chơi bời tới. Mà như tôi thì tôi lúc tôi qua đây tôi qua tới kia tôi là gì? Hai bên, bên nào tôi cũng chơi á. Thiện cũng chơi, ác cũng chơi. Cho vui. Nhéo như lại cho vui. Bởi vì mình mới nói là mình là Kasila. Kasila, nửa Phật nửa ma. Nửa Phật nửa ma. Tại ta xưng Phật xưng ma nên xưng Kasila cho độc đắc đáo xíu. Kasila. Mình nói mấy chuyện trong mơ mà con cũng phải đâu, tôi người bình thường. Có gì hết. Dạ, tôi là người không phải bình thường. Bình thường. Bình thường không phải bình thường mà là bình thường. Vậy đi. Còn cái chỗ này sơn mà sơn quảng được. Cái chỗ nào không? Chỗ này. Cái chỗ không có trời, không có đất á. Là chỗ nào? Vậy là chưa có phim trời thiên lánh hả? Ông gõ ba gậy á, ông ăn vô đưa vô chỗ, không trời không đất. Hay lắm, chỗ đó hay lắm. Chỗ tuyệt vời. Chỗ đó ít người tới lắm, người tới được chỗ đó. Tôi tới đó tôi thấy ai á. Tôi tới chỗ đó tôi thấy ai chứ. Tôi mới quay lại, ủa mình đi lạc đường sao tới chỗ này không thấy ai ta. Quay lại để tôi kéo mấy người kia tới chỗ đó thử coi người ta có cảm nhận giống tôi không. Rồi sao sư huynh? Có sao đâu, chở đâu có sao. Tối mới sao. Rồi sao lúc nào không có. Tại vì do ánh sáng mặt trời nó chói quá. Anh vì sao đó nó ánh sáng lẻ loi của sao nó không được. Bởi vì trên bầu trời tiếng là gì sao lẻ, dưới tầng gian tiếng là kẻ cô đơn. Ủa đúng hơn, tiếng là người bất cảnh, đơm nỗi sầu, đầm mưa, đôi mi niêm niêm. Dưới hoa trên vàng con xin lại Bồ Tát Quan Âm người ra đã... sơn bên trong hay sơn ngoài đó trời. Thôi đừng sơn trong dạ hả? Sơn ngoài được rồi. Sơn biết này sơn gì không? Sơn tinh thủy tinh. Vậy đố đây là sơn tinh hay là thủy tinh? Chắc Quỳnh chắc cũng Kasila quá ngay giữa. nửa này nửa kia. Thì buồn lên núi chơi, buồn xuống biển chơi. Con mẹ sinh ra 50 con trên bờ 5 con biển á, còn con chạy con út nó chạy lăng xăng à. Nó không biết gì đâu. Nó chạy lăng xăng. Tính ra là rồi. Cái gì sư huynh cũng tường hết trơn ha. Không biết, không biết. Một cái một chút vậy ha. Cái chút thôi. Nhưng có nhiều khán giả, nhiều vị người ta xem á, người ta nói sư huynh là giống như là có một cái vị nào ứng vô vậy. Trời ơi, vị nào? Có hay đâu. Trời ơi, mình tôi không có. Dạ. Không có. Hay không có gì nào. Vậy ơi. Không có, đừng hiểu lầm. Giống như là thì giống như cái bữa mà sư huynh chắc ta nghĩ nói chuyện trong mơ hay nói chuyện sao không rành cái đó mấy ông rành không rành không biết cái nào biết thì mình lựng con nào không biết nó miễn mình lựng nó không biết cơ sao dám nó sao nói không già tôi có biết cái gì đâu đó đẹp lắm cái này hay biết không nhìn này biết gì không giống dầu hắt á mà nhớ không nhớ cái có chuyện buồn đó là cái chuyện lúc trước mà có vết dầu nó chảy mà vết dầu loang ra đó nó loang từ anh em chúng ta sống phải bảo vệ cái thiên nhiên bảo vệ cái tự nhiên khi mình phá hủy cái tự nhiên mà giờ thế giới mà loài người phá hủy quá thì bắt đầu băng nó tan ra để gây bất cân bằng tự nhiên làm đủ thứ cái thế ngày giờ cái hệ thống tự nhiên sụp đổ thì nó buồn lắm thành ra phải cố gắng bảo vệ môi trường theo năm điều bác Hồ dạy yêu tổ quốc yêu đồng bào học tập tốt lao động tốt đoàn kết tốt kỷ luật tốt và giữ gìn vệ sinh thật tốt giữ cái bầu khí quyển cho nó đúng rồi giữ gìn vệ sinh đừng xả rác khi mình xả rác á những cái này mình đốt lên đó thì nó ô nhiễm cái bầu không khí trên rồi nó ô nhiễm cái nguồn nước ở dưới thành ra cái rác nó nguy hiểm đó rồi bắt đầu phải khiêm tốn thật là dũng cảm lòng dũng sĩ nhớ huyền diệu chút đó là vì những cái sự mà ô nhiễm sự mà mình không có sạch sẽ đó là cho nên là bây giờ nó có nhiều cái loại bệnh mà là không có thể mà chữa trị được đúng không nói vậy đó nhưng mà giờ mới nói gì mấy đề tài đụng chạm
Tại đơn giản vừa không đáng gì tôi nói tôi chế được cái xe mà chở bằng nước cái người ta nó nguy hiểm lắm. Ừ, tại thôi cho chạy xăng chứ giờ tôi chế chạy nước. Ừ. Chạy hay lắm. Biết làm chạy bằng nước không? Tôi nước vô tẩy xe đi. Khỏi đâu chạy. Nó chạy nước chạy bằng cơm. Xe đạp. Mấy cái chỗ bán xăng cái nó không bán được luôn. Ừ, chạy tôi đạp xe đạp mà chạy bằng nước bằng cơm. Ừ. Mà xe đi xe đạp với bà con. Ừ, đây không có đời đạp mới nổ. Ừ. Xe đạp, đạp mới nổ. Nhớ hồi quăng phân keo cái cục đó vô. Đó nhớ. Vậy là xe này của người ta chơi quên hả? Ừ. Mà quấn làm cái gì? Tôi nghĩ cái chiêu này còn hay hơn chiêu quấn nữa nè. Hả? À, tôi trình bày chiêu mới. Chiêu này hay lắm. Trời ơi, tôi nhiều chiêu lắm. Cột, lấy dây cột. Không có cột luôn. Trời ơi, người ta cột là thì tôi tháo. À, mình tháo, mình buông bỏ. Ờ, mình tháo rồi ban đêm sao tới đường chạy. Trời ơi, cái xe này nó đèn đâu có xài được. Lát tôi lấy cái đèn kia gắn lên. Không lấy cái đèn sao nháy, tôi gắn hai bên lên. Ban đêm chạy được. Thì ban đêm khỏi chạy, nghỉ chạy mệt quá. Bữa đó anh chạy lên núi ban đêm đó. Không có đâu, bữa hổm là cột cái đèn, hai cái đèn số nháy. Cái đèn số nháy, đèn mà lấy cái bên số nháy. Ừ, còn xíu. Không có giữ, tôi làm hiền. Ủa, mấy cái đó đừng bỏ nữa, treo luôn. Hả? À, làm gì chứ? Treo xung quanh. Treo lên quanh là sao? Không lát tôi tính là đi sơn vợ tôi. Nhân vật lạ rồi, sơn vợ, anh cũng sơn vợ luôn. Nhân vật lạ, sơn vợ luôn. Nhưng mà tôi sơn theo cái khác, không phải sơn giống cái kia đâu. Cái sơn gì không? Cái gì? Sơn tinh thủy tinh á. À, tôi làm dây sơn tinh, vợ tôi làm dây thủy tinh, cũng sơn qua anh lại. Ngu. Quá nhiều à. Nè, quay quay cái này quá ngu nè. Gì ngu? Cái này gọi là cái socket. Socket. À, socket. Thì sẽ có nó có ngàm gắn vô mà mình sơn kiểu này cái ngàm gắn vô cũng được. Cái này quá ngu. Đúng không? Mày sao? À, mình sơn vô là xịt là sai à. Thành cái gì là sai là mình buông mình bỏ. Hả? À, biết đâu lát mình có người tài trợ cái mình gắn đèn vô cái mình chạy tiếp sao xe sao. Tại vì giờ mấy người mà nhiều người tốt lắm. Thì đó tôi đi bộ mà đi vòng quanh thế giới đó thì đọc cái động lực của tôi đó là tôi chưa đụng vòng quanh thế giới đâu, tôi đi vài nước thôi. Thôi mười mấy nước à. Nhưng mà động lực đầu tiên là nhớ cái cô Huyền Chip. À, cô có cuốn sách hay lắm, sách ba lô lên mà đi. À, là người ta hỏi đi bằng cái gì? Nó đi bằng niềm tin. Ngày xưa Bác Hồ mình cũng vậy, đi bước ra con đường đi hỏi bạn, Bác hỏi tiền đâu đi, Bác hỏi tiền đây nè. Đúng không? Mình cứ lao động thôi, mình hòa vô họ, mình lao động, mình trải nghiệm thì lên tàu đó thì mình làm những công việc đó để mình đổi lấy cái giá tàu mình đi. Bởi vì khi tôi có một cái cô bạn Phi Tiết hay lắm, cô nói rằng khi người ta muốn người ta tìm cách, khi người ta không muốn thì tìm lý do. Vậy đó. Thành ra khi mình gọi là mình sống trải nghiệm nhiều á, mình có thể đọc được người khác qua ánh mắt, hình ảnh, suy nghĩ qua cái nọ, nó thể hiện hết tất cả. Cái nắp môi với Phật, cái môi với Đạo của Phật. Đó rồi, chuẩn bị vô cơm. Hay á, những câu rất là hay. Trời ơi, hay đâu mà hay. Hẹn ơi, nó là nhảm nhảm không á? Ừ. Nó nhảm nhảm. Nãy nhảm á. Sư huynh. Dạ mình, dạ. Nếu mà tính ra bây giờ làm đi khoảng bao nhiêu nước rồi sư huynh? Thôi nhiều quá đếm sợi mệt quá. Chừng nào gánh tôi đếm cho. Ừ, ví dụ đi mà đi nào thì học tiếng đó. Hơn 10 nước. Hơn 10 nước luôn hả? Ừ. Wow. Mà còn có nhiều nước, còn nhiều nước nữa. Giống như nước đầu tiên mình thích đi như là nước biển. Ừ, có gì vô nước biển, đi nước biển. Nước nó nhiều mà nước là H2O. Hay lắm. Cái nước hay nha. Cái nước mà diễn mà ai về cái rồi Tháp á thì cái nghiên cứu khoa học hồi xưa cái đền mà đầu tiên á là họ bước xuống bậc thang à. Nước họ quý trọng, họ không phải như mình đưa cái gạo xuống bút lên không có, họ tôn trọng nước tại vì những hành tinh khác không có nước. Hello. Phải họ mới bước xuống để mà họ hướng đường giọt nước, tại nước là của giống như là thần linh ban tặng. Cái cổ hồi xưa quý trọng nước lắm. Vì cái nước đó nó tạo sự sống. Bởi hành người ta lên sao quả, lên mặt trăng, lên sao này nó ta tìm nước trên đó đó. Đây là đại sư huynh tôi. Ừ. Hello, cái đồ vô vậy lé. Phải cười. Ông câu này của nói nhớ câu này nhớ sư phụ. Sư phụ năm ly ở trên núi Cấm. Mọi người tuyệt vời. Nhớ không? Thì những cái bài pháp sư phụ giải tuyệt vời. Giống như là cái pháp về cái mối đạo làm con. Ừ, của thầy sư phụ nói là thầy dạy mối đạo làm con. Là xem ra ra ngoài gặp người nam á, thì giống như là cha mình. Mà gặp người nữ á, thì giống như mẹ mình. Mình xem mình là con tất cả đi. Thì khi mình xem được như vậy thì mình hòa thượng, mình hòa đồng, mình đâu có sự đấu tranh. Mình yêu thương nó đẹp không? Tình yêu đẹp lắm. Thiên Chúa tình yêu. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Mà đạo đức Chúa Trời. Đạo đức Chúa Trời có 10 điều răn. À, đạo đức Chúa Trời đó. Nắng thấy mặt trời bị bay che rồi. Em nhìn lên không được luôn mà sư huynh nhìn thẳng. Vậy là sư huynh có từng nhìn mặt trời được hả? Được, nhìn được. Nhưng khi được khi không, anh biết đâu, trời tôi không biết được gì đâu. Mày qua chỗ cái này hay nè, bỏ cái đó đi. Đạo đức Chúa Trời có 10 điều răn. 10 điều răn tóm về
hai điều mà chết, hai điều mà chết. Trước thờ kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, sao lại yêu người như mình ta vậy? Amen. Mặt trời á, tao nói ông trời, ông trời hay lắm. Rồi đất nữa, trời đất, à vậy đó. Rồi mình đứng ở giữa, đứng ở giữa trời đất vậy thôi. Ừ. Đâu đó trời, chứ đất. Yeah. Phải không? Bởi vì nào mà có chiến tranh này, nó có dịch bệnh thì tôi ra làm chiến sĩ đi đâu, chịu chết trước cho. Lãnh đạo phải lãnh đạo. Không có gì phải. Ở đây giỡn thôi, tôi có biết gì đâu, tôi chạy trốn trước, tôi nhát hết đâu rồi, có miệng lanh lanh đi, tôi mình đụng chuyện rồi, tôi nhát hết quỳ lại ta không à. Cái miệng làm gì đâu. Vậy là đó, giờ là đi trên 10 nước rồi đó ha. À, mấy này còn sót, sót sót ha. Đúng rồi. Còn miếng. Còn miếng, phải làm cho kỹ luôn. Tôi làm nó phải ra ngô ra pha chứ không. Ừ. Con xem mà. Ừ, quay vòng. Xe này là xe Hắc Long. Hắc là đen. Gồng đen á. À, không phải gồng, không phải gồng đen. Này là con vua đất. Con gì, con vua, con vua đất, con bò quay ngoảy nó. Ờ, con vua nó tròn nhỏ đen đen, nó bò quay ngoảy dưới đất. Mình dưới đất mà mình làm nhỏ thôi. Nhân tướng lạ thì chế rất là nhiều cái món bỏ bối trên xe. Đấy, cái chừng cái mùi sơn của bạn nó bay vô. Giờ xíu đại ca để sơn xe. Nhân vật lạ thì không có cái gì hết trơn ha. Ờ. Chùi lũi vậy đó. Thôi chùi. Chùi lũi mới nhẹ. Tôi tháo nguyên vàng áo luôn, mình để cho công an đi, mà công hồi để giữ giữ. Tháo hết tất cả. Ừ. Tháo cái vàng áo ra luôn. Ừ, tháo tất cả, mình để xong mình chống chơi, mình chạy cho nó khỏe, cho nó nhẹ. Chạy xe, để xe mình sẽ yếu xìu à, chạy nó như xe 50 vậy đó. Gì tháo vậy nhẹ? Tháo là bởi vì bỏ bớt. Bỏ bớt cái gì? Tham, sân, si, tà, kiến, mạng nghi. Những cái chấp trước, những cái cố hữu, những cái thủ tục lạc hậu, nó không theo thời đại, bỏ bớt. Nhưng mà cái nào hay phải giữ lại nha, chứ phải bỏ, bỏ hết trơn. Ừ. Bỏ, cái nào cần bỏ, bỏ. Giống như xưa, vậy với lực có người hỏi Phật tại sao giới lực giữ nguyên hay thay đổi? Không, Phật tùy có nào cần giữ thì giữ, cần thay đổi hay đổi. Nhưng mà có chia mai trường phái thì đâu đó là giữ là bộ giữ nguyên gì xa xa. Còn cái trường thái mà cái kia thì phải tùy cơ biến, một trường thái phải giữ nguyên nguyên thủy dưỡng lão. Giống như mấy người già đó, người già thì họ phải nó có hai cái gì gọi là tống tống cụ ví dụ gì quên từ đá cụ di tân tống cụ bài tao như nói đại loại là một cái thì là bỏ cái cũ để lấy cái mới, còn cái là bỏ cái phải đón cái mới bỏ cái cũ. Nói chung là cũ mới thì nó phải tương sinh tương khắc, hòa nhập với nhau thì tin ra cái đầu óc cũng giờ bị quánh lộn, không ai quánh rồi bắt đầu nó ngơ ngơ rồi mà không nhớ nhiều câu cũng hay lắm mà tự nhiên nhớ hết hay rồi nghe dở rồi mà không còn dở hơn. Ừ. Mà trong cái dở biết dở gì không hả? Dễ gì? Dễ lòng. Tôi đang học dễ lòng. Dùng mang ba chút. Ừ, người ta học từ dưới lên cao, tôi học từ cao xuống lắp. Vậy sao? Học xuống lắp. Nè, mình xuống. Mình giống như hạt cát, sao hạt, xong hạt cát biến mất tiêu luôn. Biến mất tiêu luôn. Lúc đó bắt đầu muốn làm gì làm. À, tôi quỳ lại, dạ đó, quỳ lại sư huynh tôi. Đó, vậy đó. Đó, mình cúi mình. Đó, vậy thôi. Bình thường. Có gì đâu, chỉ là động tác thể dục thôi. Trong lại chỉ có cái thân này, không có người lại, cũng không có người nhận lại. Bình thường chú tư có phước đức gì đâu mất, tâm không làm muốn việc pháp giới trả về không, sống nhờ ơn không tạc, chết từ thở lọt lòng. Ừ. chết bắn ngã mình, nó vừa sinh lên cho chết đi để đó. Cái thằng mình mệt mỏi lắm, giảm giá này, giảm giá nè nè, ở giá má xe lâu nha, ở lâu mới cất nhà lâu. Ừ. Biết không, cuộc đời cần những người bạn, đời không bạn như hoa hồng mọc trên sa mạc, mà đứng này đâu mà không nhậu như sa mạc thiếu lạc đà. Thôi đi nhậu. Ừ. Rồi tắt cho tốt rồi nhậu. Đấy giỡn. Vô ăn cơm. Ê. Rồi bỏ chiếc dép ra mất. Để cho nó phơi đó. Mất gì ai lấy đâu mất. Rồi, lấy cho luôn á. Ừ. Ra còn mình không cái màu mà. Đen hết cho luôn. Phên. Hết cho luôn xe luôn á. Lấy đi. Rồi. Quên nữa còn thiếu sơn cái gậy nữa. Nó vô sơn cái gậy rồi sơn luôn vợ luôn. Sao anh vô còn sới em luôn nè. Thôi đừng quay vô chồng. Rồi, ngừng lại nha. Không quay. Rồi, quay lại. Mà tại cướp vợ tôi đẹp. Bà xã tôi năm mùa anh dẹp chuyện. Nó chờ chuyện chút xíu. Rồi giấy xa ra nha, nó dúng cầm gạp tôi có tiền đền không nổi. Rồi sơn cái đã có bỏng pháp luôn rồi. Trời, phải đá bỏng kìa, gãy che bình thường sao mà đen, đá bỏng rồi đá bỏng. Cái này gãy gì không? Cái gì? Vậy anh cho. Nó đá bóng. Đó là đá cầu bóng. À, không biết không gành mà dù chơi ra đường mà chó đấy, mình không có đánh nó, mình hù nó đi, nó sợ nó chạy. Giờ mà chó này lực mà được hổm tôi ở thành phố, lực ở đây không biết giống lực chó lắm. Lực mà nhiều khi nói cái cũng chậm chứ mà chó là đá đường phải bịt mõm. Đi vệ sinh phải có chủ, không là lập biên bản trên mấy mùa dịch đó, là mấy chó tôi mệt mỏi lắm.
Cái này mình chỉ hù mấy con chó thôi ha. Ừ, hù chạy chó cắn mình, nó công rồi phiền người ta, biết thuốc người nọ làm gì đó. Cái nào sư huynh cầm cây nè, có tại vì có nhiều vị ta nói sư huynh giống đặt ma tổ sư gì đó. Thiếu khí ghép đó. Nó là giống hệt luôn. Xem bất different. Hả? Xem bất different, nghĩa là xem là giống á, nhưng different là khác á. Họ nó nói tiếng Hoa vậy đó. Sao sợ tàn tán người ta chờ sớm sớm giỡn. Giỡn tôi phải đặt ma đâu. Tôi đặt phải cái lông tôi phải, tôi đặt gì? Đặt mà giúp trái luôn nha. Ừ kệ thì trái đi, có trái có phải. Vô lấy đồ vô. Thôi đừng có ấy nữa. Rồi xin lỗi, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà có Phật rồi. Dừng, rồi. Chúc bà con dễ, bye bye. Rồi xin chào sư huynh nha. Rồi xin chào. Rồi chúc sư huynh nhiều sức khỏe. Anh hẹn giả những video tiếp theo ạ. Nếu các bạn cảm thấy video mình hay, hãy bấm like, bấm đăng ký, bấm chuông để được theo dõi những video tiếp theo. Lê Thanh xin chào và hẹn tất cả các bạn một video tiếp theo.